Thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ sáu, ngày 16 tháng 6 năm 2023. Chúng ta đang ở tại chùa Huê Lâm trong khóa tu 4 ngày tại thành phố Pittsburgh, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Có an lạc không? An lạc á, là khi nào mình có đủ khả năng sống nhẹ nhàng, tĩnh lặng, thì cái niềm vui mà tận bên trong á, thì niềm vui đó gọi là niềm vui của lòng an lạc, cho nên gọi là an lạc. Còn khi mình ai nói một cái câu chuyện gì mình cười vui, cái đó gọi là hoan hỷ. Cho nên nụ cười của Phật Di Lặc á, thì Phật cười sao? Cười toe toét, cười sảng khoái, cười đó gọi là cười hoan hỷ. Còn tất cả những tượng Phật khác, tượng Phật Di Đà, tượng Phật Thích Ca, tượng Đức Quan Âm, các ngài có cười nhăn răng vậy không? Không, đó là nụ cười an lạc. Hai cái mình phải rõ. Mình tu á, cái an lạc là cái chính, còn hoan hỷ là những cái tướng ở bên ngoài, vui vẻ. Cho nên chuyện đầu tiên nhất, trước khi chúng ta vào chùa làm công quả, chúng ta phải hoan hỷ. Phải hoan hỷ mới làm được, phải không? Vui vẻ khi đi, vui vẻ khi làm, vui vẻ khi xong việc. Cái đó nhà Phật gọi là sơ, trung, hậu. Phật dạy trong kinh đó, đầu tiên cũng phải thiện như vậy, khoảng giữa cũng phải thiện như vậy, và cuối cùng cũng phải thiện như vậy. Sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Thì tất cả việc làm gì chúng ta cũng thế. Đầu tiên mình làm phải hoan hỷ, trong khi làm phải hoan hỷ là trung thiện, khoảng giữa đó. Lúc sắp giỏ đi khóa tu vui không? Phấn khởi vui vẻ lắm. Còn định là đem theo như bao nhiêu bộ đồ để đủ mặc mấy ngày nữa, là sơ thiện, sơ hoan hỷ. Thì tu 4 ngày, mới có ngày thứ hai là bắt đầu muốn cuốn giỏ đi về, tại vì buồn ngủ quá, tại vì thế này thế kia. Thì cái đó gọi là chưa đủ. Phải trong khi tu phải sanh tâm hoan hỷ, và tu xong rồi cuối khóa đi về cũng phải hoan hỷ. Cho nên ở bên Trung Quốc, Trung Quốc hay là bên Đài Loan, trước cửa chùa người ta để tượng Phật Di Lặc. Bên Tàu thì chùa lớn, cho nên trước khi vô chánh điện là phải qua cái điện thứ nhất. Điện thứ nhất gọi là Thiên Vương Điện. Khi mình tới chùa đó, mình bước vô cái cổng đầu tiên của chùa Trung Quốc đó, là mình phải đi vào cái Thiên Vương Điện. Thì ở Thiên Vương Điện á, bốn góc thờ tứ đại thiên vương, đông tây nam bắc. Ở giữa thờ Phật Di Lặc, phía sau Phật Di Lặc thờ ngài Hộ Pháp. Đó gọi là Thiên Vương Điện. Hoan hỷ, hộ pháp. Cho nên ta để hai vị đối lưng với nhau. Quý vị muốn hộ pháp không? Quý vị nấu ăn cũng là hộ pháp. Quý vị làm việc gì cho chùa cũng đều là hộ pháp hết. Nhưng muốn hộ pháp thì trước hết phải như thế nào? Hoan hỷ. Người có hoan hỷ mới đủ khả năng hộ pháp. Và người có hoan hỷ hộ pháp, cho nên đông tây nam bắc gì cũng đều là những vị thiên vương. Đừng có lo, mình làm việc gì cũng có thiên vương phò trì, phải không? Đông tây nam bắc bốn vị thiên vương đứng, và những ông thiên vương đó ở dưới chân á có mấy cái con quỷ nhỏ nhỏ. Có thường thường ta để ba con, biết tại sao không? Mình muốn hộ pháp thì mình phải đủ năng lực như thiên vương, đạp chết tham sân si. Cho nên ba đứa nhỏ mà ở dưới ta vẽ cái tượng ông thiên vương, đạp ba đứa nhỏ nó chố mắt gì, nó trời ông thiên vương gì mà dữ quá vậy. Nhưng mà thật sự ba đứa nhỏ đó là tượng trưng cho tham sân si. Còn bên Nhật á, ở cửa chùa của Nhật á, thì để hai ông kim cang. Một ông á thì sụ mặt xuống như, còn ông kia để tượng trưng cho gì biết không? Đi vào chùa thì đừng quên hai sự hỷ nộ. Hỷ là vui, nộ. Cho nên mình đi vô chùa, chuyện hỷ nộ là chuyện thường tình,
Hiểu không? Nhưng mà dưới chân của hai ông đó đạp, mình muốn qua khỏi cổng này là hỷ nộ phải hết. Còn nếu không á, thì mình phải đạp cho được hỷ nộ, đừng để nó sinh khởi theo cái tâm thức bình thường của mình. Cho nên á, đại chúng nhớ, tất cả tượng Phật, tất cả tượng Bồ Tát, tất cả tượng La Hán Thiên Vương, biểu tướng hết. Đó là biểu tướng. Từ cái mắt, từ cái tay, từ cái pháp khí, các ngài, từ những con vật các ngài ngồi trên đó, đều là biểu tượng hết. Tại sao Văn Thù ngồi sư tử mà Phổ Hiền ngồi con voi? Vì hai con đó là tượng trưng cho Đại Thừa. Cho nên ở Phật Quang Sơn ở Đài Loan, ở Cao Hùng, trước cửa của Phật Quang Sơn để hai con thú đó. Một bên là voi, một bên là sư tử. Sư tử là tượng trưng cho gì? Tiếng rống. Tiếng rống con sư tử thì tất cả con thú khác nó phải làm sao? Nó phải kinh hồn bạc vía hết. Đó là tượng trưng cho tiếng pháp. Mình mà có giáo pháp trong lòng rồi đó, dù một cái nhẹ thôi, thì tất cả nó cũng phải im lặng hết. Cho nên ở trong thiền học có cái bài thơ của ngài Trần Thái Tông: một tiếng sấm xuân vừa lóe dậy, khắp nơi cây cối nảy mầm xuân. Một tiếng sấm vang lên. Tại sao lại cây cối nảy mầm xuân? Tiếng sấm đó là tiếng sấm của đại hùng đại lực. Cho nên ngài Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ. Mà người có trí tuệ mới có thể giống được tiếng pháp đó. Cho nên ngài ngồi trên lưng của sư tử. Còn con voi là tượng trưng cho sự gì? Diễn hành, chiến đấu. Cho nên voi người ta đi đánh giặc á, ta cởi voi chứ đâu ai cởi sư tử đâu, phải không? Vì sao? Vì đi tới đâu là giặc phải bật vía kinh hồn, lui hết. Người tu hành cũng vậy. Cho nên Đức Phổ Hiền là tượng trưng cho hạnh nguyện. Người muốn có cái hạnh nguyện đi vào đời mà không có cái năng lực của voi thì không thể nào làm cho mình trọn vẹn được cái tâm nguyện của mình. Mà con voi này không phải là con voi hai ngà như những con voi thường tình. Con voi này có tới 6 ngà. 6 ngà là tượng trưng cho 6 cái phương pháp mà Bồ Tát dùng để giáo hóa chúng sanh. Đó là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Chúng ta gọi là lục ba la mật. Có khi gọi là lục độ. Chữ độ là gì? Đưa người qua bên kia. Người ta đang đói khổ, mình bố thí, nghĩa là mình cho người ta cái gì? Cái no, hết khổ. Đưa người từ cái khổ đói qua đến cái no, gọi là bố thí độ. Người ta đang làm những điều sai quấy, mình hướng dẫn cho người ta để người ta thấy phải trái, người ta đừng làm tiếp tục, để cho người ta dừng cái đó đi, để người ta vượt qua khỏi cái phạm giới đó đi, gọi là trì giới độ. Người kia còn đang sân giận quá, tức tối quá, mình làm cho người đó giảm đi cái sân hận để nhẫn nhục độ. Chữ độ là từ bên bờ bên này qua bên kia thôi chứ có gì đâu. Cho nên nói Phật ơi độ con. Độ con là sao? Con đang nghèo quá, Phật búng cho con cái trong túi có tiền. Không phải, chữ độ là con đang khổ, con ở đang ở bên bờ bên này nè, Phật đưa con qua bờ bên kia. Thì từ bên bờ bên này là bờ khổ. Cho nên nhà Phật hay dùng hai cái bờ. Bờ bên này là bờ mê, bờ bên kia là bờ giác đó. Cho nên hồi nhỏ đó, một cái hình Phật Thích Ca mà làm cho Pháp Hòa ghi mãi trong lòng. Mà từ nhỏ là Pháp Hòa, cái hình ảnh đầu tiên mà mình có để mình thờ trong đời mình, lúc đó Hòa 7 tuổi, là cái hình chừng một gan tay ở trong một quyển kinh nghi thức tụng niệm. Và Pháp Hòa đã lấy cái hình đó mà không có tiền mua khung nha. Lúc đó không có tiền mua khung. Đi dọc bên đường, người ta vứt một cái khung bị bể kín, lượm cái khung đó về rửa sạch, rồi để bức hình Phật phía sau cái khung đó, rồi lấy cái bao ni lông bao lại và để thờ. Đó là cái hình ảnh Đức Phật Thích Ca đầu tiên khi nhỏ Pháp Hòa thờ đó. Và ở dưới cái hình đó để hai câu: khải ngộ độ mê, đồng về bờ giác. Khải ngộ độ mê. Khải là khơi, khơi cho người ta cái ngộ, độ cho người ta cái mê lầm.
gọi là khải ngộ độ mê. Để làm gì? Để đồng về bờ giác. Cho nên thỉnh thoảng ở các chùa ta xây cổng tam quan ở cái cửa chính đó, mà từ ở ngoài chùa, từ trong chùa mà nhìn ra đó, người ta để câu đồng về bờ giác. Tại vì sao? Tại vì bây giờ tất cả mình đã vào trong này hết rồi, ở trước cửa cái ngược lại người ta để cái tên của chùa, cái cột giữa đó, cái cổng tam quan, cái cửa chính đó, ta để tên chùa. Phía sau cái đó, người ta lợi dụng bức tường sau đó, người ta để câu đồng về bờ giác. Có khi người ta nói sao? Quay đầu lại là bờ, hồi đầu thị ngạn. Tại vì chúng sanh mình là những người đang mê, đang trôi ngụp. Cho nên hình ảnh Phật Bồ Tát, tại sao các ông La Hớn mặt mày kỳ cục? Ông thì trợn mắt, ông thì cung tay, ông thì nhe răng, ông thì làm đủ trò hết. Quý vị có thấy những cái sắc thái hình tướng đó nó xảy ra ở nơi con người chúng ta mỗi ngày không? Có. Như vậy mình là một trong ông La Hán đó chứ gì nữa, phải không? Có khi mắt mình treo nhau châu lại, có khi mình hở ra, khi mắt mình trợn, có khi răng mình nhe, có khi răng mình nghiến. Trời ơi, vậy là mình không phải. Đó là những cái biểu tượng sắc thái tâm thức của con người mỗi ngày. Mà làm sao độ được nó là La Hán. Tại vì La Hán nghĩa là gì? Là sát tặc. La Hán có nghĩa là sát tặc. Sát là giết, tặc là giặc. Những cái giặc đó không phải gục ai sát nấy nha. Giặc của phiền não. Khi nào mình diệt được cái giặc phiền não trong lòng, mình chứng quả là A-la-hán. Cho nên A-la-hán có mấy nghĩa là ứng cúng. Ứng cúng, người đủ khả năng nhận cái của cúng dường. Sát tặc. Cho nên khi mình thấy những cái hình ảnh Phật Bồ Tát, rồi có nhiều người nói thờ như vậy đó, ma quỷ nó dựa vô. Mình là Phật tử, mình không hiểu được những cái đạo lý đó, mình nghe người ta nói mình tin. Còn những cái biểu tượng, hình tượng mình có làm đi nữa, có công năng giáo hóa chúng sanh qua hình tướng. Bây giờ nói đơn giản nè, trong đời sống tu hành hay là đời sống bình thường của con người, cái gì đầu tiên làm hấp dẫn con người mình nhất? Cái sắc hay cái hương hay cái vị? Sắc. Quý vị toàn là mua đồ quảng cáo trên mạng nhiều hơn mà. Rõ ràng là mình nhìn hình tướng mình thích hơn đúng không? Trời ơi, trong tivi á, nó quảng cáo một cái hộp cơm hâm ra, rồi nó để vô miệng, nó nhâm mì, nó nghĩ mấy mắt mình chạy gì mình mua, về ăn dở ẹt. Nhưng mà đầu tiên hấp dẫn mình trước là gì? Sắc. Rồi bây giờ vị đó có tu hay không tu nhưng mà mình không biết, chưa tiếp xúc không biết. Nhưng cái ấn tượng đầu tiên mình nhìn ở nơi hình tướng cái vị tu đó là gì? Phúc hậu hiền lành đó, phải không? Rồi bây giờ mình đi thỉnh tượng Phật, mình biết rõ ràng Quan Âm là biểu tượng của lòng từ bi, thì bất cứ tượng Quan Âm nào cũng để biểu tượng lòng từ bi. Nhưng có ai đi thỉnh cái tượng xấu không? Lúc nào thỉnh một tượng Bồ Tát, thỉnh tượng Phật phải chăm chút nhìn cho thật kỹ. Nhiều khi cầm lên để tới để lui, để xa để gần, để ý tới từng ngón tay, để ý tới từng cái kẽ môi. Để chi? Để mình thỉnh một tượng, để mình make sure, mình chắc rằng mình thỉnh được một tượng Phật đẹp. Vì sao? Vì mỗi khi mình nhìn Phật thì tâm lòng mình nó lắng xuống. Để nó đúng với cái câu vừa thấy dung nhan điều ngữ, trăm ngàn phiền não sạch không. Còn mình thỉnh nhầm tượng xấu quá. Vừa thấy dung nhan điều ngữ, con tiếc tiền hồi hủi Phật ơi. Tại vì bỏ tiền thỉnh tượng Phật đắt tiền quá, mà lỡ coi không kỹ đó. Hoặc là nhờ bạn thỉnh giùm, cho có nhiều người người ta kỹ. Ai nhờ để thỉnh tượng Phật giùm, họ ngại lắm. Không biết mình thỉnh vợ hạp nhãn mình, mà cái người kia có hạp nhãn không. Cho nên thôi, tốt nhất là thầy cho tôi chụp tấm hình,
tôi gửi cho bạn tôi, để cho bạn tôi chắc chắn chịu tôi mới thỉnh với mất công về mất, phải không? Vì vậy cho nên Pháp Hòa thành một cái thói quen, hễ mỗi lần bất cứ đi tới nhà nào, tới chùa nào, vừa bước vô chánh điện, việc đầu tiên là mình khởi tâm ca tụng Phật. Mà Pháp Hòa quen tụng bằng chữ Hán: kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh. Hay gì nữa? Ai nhớ bài đó không? Thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp, Án mâu ni tam mâu ni ta phạ hạ. Mình tập thành một cái thói quen, mình tán thán Phật. Để chi? Để tạo cái phước cho mình. Đời này mình được cái phước, mình gặp, dù không gặp ngay Đức Phật, nhưng mình còn đủ duyên mình gặp tượng Phật. Thì mình khởi tâm mình tán thán Phật, để mình không có mất cái duyên lành với Phật bảo. Rồi mình học theo nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên ca tụng pháp bảo. Cái bài mà quý vị hay tụng đó, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp đó, bài đó không phải bài kinh, nó là một bài kệ ca ngợi pháp bảo của hoàng đế Võ Tắc Thiên. Nhưng mà chư tổ thấy cái bài đó hay quá đi, cho nên chư tổ mang vào để trong cái nghi thức, để trước khi chúng ta tụng kinh chúng ta ca ngợi pháp bảo. Và bây giờ mình đọc cái bản dịch đó, pháp Phật cao siêu màu nhiệm đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa thuộc cái bài dịch ở trong kinh Vu Lan á: vòi vội không trên pháp thẩm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy xin trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Tất cả những bản dịch đó đều dịch từ cái câu vô thượng thậm thâm vi diệu pháp hết, mà mỗi người mỗi cách dịch à, nhưng mà không đều từ dựa vào cái ý của cái bài đó hết. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Thật sự cái câu thứ ba là mình thấy đã đủ để cho tư duy quán chiếu. Đời nay con được thấy, nghe và thọ trì. Chỉ cái câu thứ ba đó thôi mà nói được ba cái phước báo của chúng ta, đó là thấy, nghe, thọ trì. Cho nên khi mình tu tập, mình phải thấy được cái sự hạnh phúc mà đời này chúng ta có được. Được làm thân người, được thấy, được nghe chánh pháp, được hiểu được chánh pháp. Nhiều khi nghe pháp thôi mà không hiểu, còn bây giờ mình nghe pháp và mình hiểu pháp nữa thì quá quý rồi, phải không? Cho nên nghe pháp mà phải hiểu pháp, rồi phải hành pháp để chúng ta chứng pháp. Và vì vậy mà chúng ta còn có thêm cái bài mà để mà chúng ta hồi hướng phần đầu vậy đó: lại đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn thọ trì kinh Di Đó, không? Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Tại vì có những người, người ta thấy mà tâm ta không phát, người ta nghe mà tâm người ta không phát, phải không? Có nhiều khi mình không thấy người ta khổ, nhưng chỉ nghe nói người ta khổ thôi, tự nhiên mình thương. Chị có gửi tiền cứu trợ không? Cho tôi gửi phụ. Đâu thấy người ta khổ đâu, chỉ nghe người ta khổ mà mình phát tâm cũng là cái phước rồi. Cho nên hôm qua mình học đó, ánh sáng của nhĩ văn đó, người mà người ta có được cái nhĩ văn, người ta khởi động lòng từ đó, nó tỏa ra liền. Rồi có nhiều khi mình không nghe người ta khổ mà thấy người ta không có rên, người ta không than, nhưng thấy người ta khổ thì mình liền có mặt để giúp. Nhưng mà có nhiều khi thấy người ta khổ, nghe người ta rên mà tâm mình bình thường, hỏi sao? Tại tôi học Phật. Học Phật sao? Đối cảnh vô tâm. mình hiểu lầm ý của thiền ha. Đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Nói sao vậy? Tại vì trong tứ thập nhị chương á, Phật cũng dạy người đời có 20 cái khó, mà trong đó có một cái khó gọi là thấy cảnh mà vô tâm là khó. Nhưng mà cái chữ vô tâm ở đây không có nghĩa là thờ ơ mặc kệ. Chữ vô tâm ở đây là thấy cảnh mà lòng không động. Thấy cảnh người ta thấy cái của tham mà tâm không khởi tham.
Người thấy cảnh người ta nổi sân với mình mà mình không nổi sân, cái đó mới gọi là đối cảnh vô tâm, phải không? Còn cái chuyện mà thấy cảnh khổ mà lòng mình không có thương xót thì mình biết là lòng mình bị làm sao? Bị lạnh nguội rồi. Cho nên các ông thầy mà tu đến mà nguội lạnh, bị bà già đốt nhà không cho ở nữa là vậy đó. Đến khi nào mà thầy trả lời là tôi ôm, cô ôm tôi và tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Ông thầy này tốt. Cho nên có một hôm một người đệ tử tới thăm người thầy. Thưa thầy, con rất là giận sư huynh con. Ông thầy vui, ông thầy nói, ồ thầy mừng. Con giận có nghĩa là con đã từng thương và sẽ hết giận. Có nghĩa là con chưa biến con thành gì? Cỏ cây sắt đá. Khi nào con người mình có buồn có giận là mình biết ok rồi đó. Cho nên có một vị thiền sư ngài mới dạy, mình đừng có tu làm sao mà để biến mình thành không còn biết buồn biết khổ gì nữa là không được. Buồn biết mình buồn, tại vì khi mình buồn thì mình những ngày vui mình mới biết trân quý. Cho nên hôm nay đại chúng có được những cái an tịnh, mặc dù khóa tu không đông, vì thứ nhất quý ni sư nhận cũng chừng mực, không đủ chỗ cho nên nhận chừng mực. Thứ hai, cái chỗ tu tập là chính, còn số lượng là phụ. Mà quý vị an tịnh được cái vui này đó, trong cái năm cái điều vui của người tu, cái này gọi là cái gì biết không? Viễn ly lạc hay là tịch tỉnh lạc. Có những cái vui á, mà mình rần rần, cái đó không phải, cái đó là vui của cái thô bên ngoài. Còn mình vui cái kiểu như vậy nè, cái kiểu mà không có nhạc, không có gì hết, ngày nào cũng ăn cơm thì bác im lặng, đi lên thì bác cũng phải từ từ, buổi trưa bác đi thiền hành cũng không cho nói, rồi ngủ không được nói chuyện, rồi gì cũng không hết trơn á, im ru thấy lù khù nhưng mà nếu mà ai chịu được cái lạc đó thì người này có gì? Tịch tỉnh lạc. Mà mình lìa được những cái bình thường của mỗi ngày. Trời ơi, giờ này tôi ở nhà là tôi đang coi phim Hàn Quốc nè. Giờ này tôi ăn xong rồi tôi coi phim Hàn Quốc nè. Tối tôi coi phim Thái Lan nè. Thí dụ vậy đó. Lìa được những cái đó mà mình vào đây mình vẫn vui được. Buổi ăn tắt đi cái phone. Ngày hai ngày nay tôi không có đụng vô cái phone bao nhiêu hết. Cái này gọi là viễn ly lạc. Mình lìa được những cái bình thường mà chúng ta bị đắm nhiễm, cho nên là lạc. Cho nên thấy có làm gì đâu, nhẹ nhàng mà có một niềm vui tĩnh lạc. Cái vui này cần lắm. Cho nên lạc vẫn là thích hơn là hoan hỷ. Nhưng mà trước hết, đầu tiên hết phải có hoan hỷ, tại vì nó chính là cái điểm khơi để chúng ta đi vào. Giống như người tu phát tâm xuất gia phải hoan hỷ, phải vui vẻ với cái con đường của mình đi. Hay là ai làm cái gì cho mình cái gì, người đó phải vui mình mới dám nhận chứ. Đó. Thì người có được những cái sự tu tập đó thì tự động nó tỏa ra ánh sáng. Mà ánh sáng này như ngày hôm qua giờ mình học vậy đó, không phải là những ánh sắc rực rỡ, nhưng mà những cái ánh sáng của tự thân tự tâm rất nhẹ nhàng, chúng ta gọi là hào quang. Tại chữ hào là vi tế, rất là nhuyễn, không gặp được, không nhận ra được mới gọi là hào quang. Mặc dù quang là ánh sáng, nhưng ánh sáng này nhuyễn lắm, vi tế lắm, gọi là hào quang. Ngày nay người ta làm hào quang cho Phật, người ta muốn nói lên hào quang, cho nên người ta phải làm đèn đủ màu. Có khi nó xẹt, giống như là điện vậy đó, phải không? Có những cái hào quang nó làm cái hình cái rất là nhanh, thì giống như là nó chưa đúng cái nghĩa, nhưng mà đại khái cái ý của người ta là để nói lên cái ánh sáng của Phật. Nhưng mà thật sự chữ hào nghĩa là nhuyễn, tinh tế, vi diệu, mà người tĩnh lặng mới nhận ra được. Cho nên chúng ta cũng vậy, mình phải có tinh tế mình mới nhận ra được cái niềm vui, niềm an lạc của người bạn đồng tu với mình. Thì ngày hôm qua mình học tới cái ánh sáng của thú thiên. Bây giờ cái ánh sáng của kế đó là gì? Vô nhiệt não. Chữ vô là không, nhiệt não là nóng, nóng bức.
Vậy thì chữ nhô vô nhiệt não này có khi được dịch nghĩa ngược lại là tham lương. Cho nên chỗ nào mà người ta muốn làm cái lễ tẩy tịnh đó, lấy nước rải đó, đọc bài Dương Chi Tịnh Thủy, biến sái tam thiên, rồi cuối cùng niệm Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Chữ vô nhiệt não được dịch nghĩa ngược. Trên nguyên tắc giải thích, vô là không, nhiệt là nóng bức, làm cho bức hại, não hại mình. Nhưng mà ngược lại của nó là gì? Thanh lương. Cho nên chư tổ á, dịch cái chữ vô nhiệt não là thanh lương. Và ngày xưa á, người ta hay lấy cái hồ nước để biểu tượng thanh lương trì. Tại vì nóng bức cái gì? Nóng bức của thân tâm. Có nhiều khi mình ở trong chùa nhưng mà thân tâm mình nóng bức lắm, khó chịu lắm, mình ở không thoải mái. Vì vậy mà trong truyện Kiều mới có câu: vậy nên những chốn thông vong, thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ dẫn đàn, lại tìm những chốn đoạn tràng mà đi. Đoạn tràng là đoạn trường đó. Những cái chỗ mà, cái chỗ mà nó khổ não vậy thì mình lại đi tìm tới. Còn cái chỗ thông dong như thế này mình đi không nổi. Thật sự quý vị nhớ tại sao cái quả dự lưu cũng còn có quả tu đà hoàng được gọi là dự lưu, nhưng nó còn có cái nghĩa nữa là gì? Nghịch lưu, đi ngược lại dòng. Ngược với dòng gì? Ngược với dòng đời. Nhưng mà bù lại thì chúng ta nhập vào dòng dòng thánh. Cho nên cái quả tu đà hoàng có hai nghĩa. Quả tu đà hoàng có hai nghĩa. Người ta gọi quả tu đà hoàng là sơ quả, quả đầu tiên của bốn quả, nhưng được dịch là nhập lưu và nghịch lưu. Nghịch lưu nghĩa là đi ngược dòng đời đó. Đây, ngày nay là mình về là kêu là ngược dòng đời rồi đó. Hỏi chị đi đâu vậy? Đi tu. Hỏi tu vô chổng làm gì? Dạ không có làm gì hết, ngồi lim dim ăn cơm im lặng, đi đứng nhẹ nhàng. Trời ơi, mấy chị có bình thường không vậy? Tại sao đi làm cực khổ, kiếm chỗ nào enjoy đi mà tự nhiên vô chùa 4 ngày để mà như vậy đó. Người ta nhìn mình ta thấy mình nghịch lưu, phải không? Nhưng mà nghịch này không có tốn tiền, nhưng mà nhập lưu kia là tốn dữ lắm. Không, nghịch lưu nhưng mà nghịch với dòng đời mà nhập vào dòng thánh, cuộc sống mình nó bình an hơn, nó sẽ thanh thoát hơn. Nếu chúng ta hạ thủ công phu thật sự, dù chỉ một ngày tu. Cho nên gọi là vô nhiệt não, nhiệt nghĩa là thanh lương. Có những ánh sáng của sự trì tâm, ánh sáng của trì tâm. Trì là giữ, giữ cái tâm mình cho miên mật. Hồi xưa các tổ, các ngài muốn tu hành tinh tấn, các ngài hay tự mình phải khép mình vào một cái việc gì đó. Thì Pháp Hòa nhớ có một vị tổ, ngài để trên đầu nằm của ngài 4 chữ: sanh tử đại sự, việc lớn của sống chết. Đó, bây giờ quý vị nghĩ coi, mình thật ra trong lúc mình khỏe cái mình nói việc lớn của mình là bây giờ phải kiếm được vợ nè, hay kiếm được chồng nè, phải sanh con nè, phải có công ăn sự nghiệp nè. Nhưng mà cuối cùng rồi á, khi cái bản án mà nó giao tới cho mình rồi, mình thấy rõ ràng chỉ có 2 chữ thôi là gì? Sống chết. Sống chết. Không có gì, nghe một cái rồi là chuẩn bị thôi. Có nhiều vị để cho mình 4 chữ: sanh tử sự đại. Ở Việt Nam mình có một hòa thượng, Pháp Hòa được biết, ngài lúc còn sống, ngài đi giảng dạy, ngài làm rất nhiều Phật sự. Nhưng khi ngài biết ngài có bệnh nan y rồi, ngài là ngài từ giả hết tất cả những công việc, nhập thất, niệm Phật, chuyên tu. Và cái ngày mà ngài nhập thất á, cái cửa chính mà vô ra cái cửa phòng của ngài đó, phải không, đóng lại, xong rồi lấy giấy chéo cái như người xưa mà cái kiểu niêm phong vậy đó, và để 4 chữ: sanh tử sự đại. Thị giả mà vô hầu ngài, lo cơm cho ngài là đi cửa hông, đi cửa sau thôi. Cửa chính này là bắt đầu khép lại, cho đến khi nào ngài viên tịch trong thất,
cửa đó mới mở ra. Và Ngài để bốn chữ sanh tử sự đại dán giấy niêm lại, và không ai được vào trong thất đó thấy Ngài, và Ngài cũng không gặp ai nữa hết. Chỉ có vị thị giả hàng ngày lo cơm nước hầu cận cho Ngài. Và khi Ngài viên tịch, cửa đó mới mở ra để làm đám thôi đó. Còn có một vị khác để bên hông cái chỗ đầu nằm của mình, thà uống nước đồng sôi, nhất định không đem thân phạm giới để thọ của cúng dường. Nói những câu ghê gớm như vậy. Cho nên thỉnh như nên chính bản thân mình, nhiều khi mình vấp phải một cái gì mà cứ lấp đi lấp lại, thì đôi khi mình cũng phải tự, thí dụ mình làm cái việc đó rồi cái mình bị người ta nói ngọt, cái mình tiếp tục, cái đôi khi mình cũng phải nói với cậu. Thì có một cái anh đó nói với con, anh nói với bố Hoài, con bị người ta dụ hoài mà có ai nói ngọt con ấy, con xìu lòng. Cho một ngày nọ con phải để sao mày ngu quá. Quý vị nào mà hay lái xe mà lái xe ẩu over speed đó, phải không? Nên dán ở chỗ cái bằng lái xe của mình. Cho nên ở bên Bhutan đó, là một đất nước bây giờ là được mệnh danh là một đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Mà quý vị biết Pháp Hòa qua bên đó đó, có một cái điều đặc biệt là cái đất nước đó, cả nước luôn nha, không có một cây đèn xanh đèn đỏ nào hết. Lạ không? Lái xe không có đèn, không có đèn xanh đèn đỏ gì hết, vậy mà lái vẫn an toàn. Tại sao? Tại vì người ta có trì tâm của người ta. Dọc bên đường đi, chính phủ để những cái bảng để nhắc nhở người ta lái xe. Tôi biết bạn đang gấp về nhà, nhưng đừng vì thế mà không làm cho người khác không, nhưng đừng vì thế mà làm người khác không được về nhà. Nghĩa là mình gấp về nhà, mình lái ẩu, mình đụng người ta chết, người ta không được về nhà. Mà dọc đường đi để những cái bảng như vậy. Và đối với Pháp Hòa đó, Pháp Hòa cho đó là những cái đèn xanh đèn đỏ linh thiêng nhất. Tại nhiều khi cái đèn nó không có, nó chỉ là cái flashlight. Nhiều lúc có người ý thức, nhưng mà có những người ý thức không ý thức là vượt luôn. Cho nên thỉnh thoảng mình thấy nước Mỹ để don't drink and drive. Đó là một trong những cách mà bên Bhutan người ta làm. Đừng uống rượu khi lái xe. Đừng vì cái vui của mình mà làm khổ người khác. Cho nên mỗi người chúng ta, ai cũng sẽ gặp, có thể chúng ta sẽ bị một cái khó khăn. Có nhiều khi mình làm khổ một người thân của mình mà mình không hề hay biết. Hoặc là mình biết nhưng mình không làm được. Thì mình phải viết một câu pháp ngữ nào đó, để ở đâu đó để nhắc nhở mình. Đừng vì cái vui của mình mà làm khổ vợ mình. Hay là đừng vì cái vui của mình mà làm khổ con mình. Đừng vì cái vui của mình mà làm khổ chồng mình. Tùy theo, chúng ta có pháp ngữ. Cho nên pháp ngữ là gì? Là những câu nói ngắn gọn, chứa đựng những cái sự tinh yếu nhắc nhở con người. Cái đó là pháp ngữ. Rồi những cái pháp ngữ đó, đó người ta gom lại, người ta gom lại thành một quyển sách, cho nên gọi là lục. Lục nghĩa là những cái lời nói giữ lại để cho người sau đọc. Có khi gọi là pháp ngữ lục. Quý vị nên đi tìm cái quyển pháp ngữ lục của Ni sư Chứng Nghiêm. Ni sư Chứng Nghiêm là một người, một ni sư ở Đài Loan, vẫn còn đang còn sống ở Hoa Liên. Và các cô đọc tiểu sử của ni sư, đọc pháp ngữ của ni sư để khuyến tấn giới nữ. Mình có những bậc trưởng thượng trong hàng ni giới và có đạo hạnh, có đạo tâm, có kiên trì để mình làm gì? Tiếng Mỹ nó kêu là look up, nhìn lên để mình học hạnh. Ni sư có những lời nói rất hay, có những việc làm bất khả tư nghị.
Và những vị đó chúng ta nên nhìn lên để chúng ta học. Hòa thượng Tinh Vân cũng vậy, ở Phật Quang Sơn. Và Đài Loan có cái đặc biệt là mỗi núi có một vị tôn đức, và mỗi một vị tôn đức đều có những cái biệt tài của quý ngài, có cái phước báo riêng của các ngài và có cái biệt tài của các ngài. Trung đài có Duy Giác Hòa Thượng, có Trung đài Thiền Tử, Cao Hùng có Phật Quang Sơn, Đại sư Tinh Vân, Hoa Liên có Ni sư Chứng Nghiêm, Hội Từ Tế. Ở Pháp Cổ Sơn có ngài Thánh Nghiêm. Và những vị đó đều là những bậc rất nhiều cái để chúng ta học. Nhưng học để làm gì? Học cái tinh cần, cái trì tâm của các ngài. Các ngài làm đạo cũng cực khổ lắm chứ không phải dễ. Cho nên một vị nào mà làm đạo mà cực khổ, mà mình người đó vẫn trì chí giữ tâm khi mà làm, thì những bậc đó mình nên học. Mà nhìn lại thì mình thấy không có người nào mà làm đạo mà dễ cả. Thì trong cuộc đời này á, gây nên một sự nghiệp của riêng mình thì nó dễ. Nhưng mà sự nghiệp của đạo Pháp, mà cái sự nghiệp này là bá gia bá tánh người ta đưa vào để mình xây dựng, đâu phải đơn giản đâu. Thử thách, chông gai và gian nan. Nhưng mình phải có hai yếu tố: trì tâm và ân cần. Ân cần là ân cần với ai? Ân cần với chính cái chí nguyện của mình. Ân cần với thầy tổ của mình. Ân cần với Đức Phật. Ân cần với cái lời phát nguyện của mình. Mình đi xuất gia để làm gì? Học đạo để làm gì? Mình đọc biết bao nhiêu những cái bài kệ, những pháp ngữ nghe rất là kêu, nhưng mà rốt cuộc nó chỉ thành ra văn tự chữ nghĩa thì nó uổng quá. Người nào đi xuất gia cũng học năm cái đức của một người đi tu cả: nhất giả phát tâm xuất gia, hoài bội đạo cố. Con đi phát tâm xuất gia là vì con cảm mến đạo Phật, đạo Pháp. Nhất giả phát tâm xuất gia, hoài bội đạo cố. Nhi giả hủy kỳ hình hảo, ứng pháp phục cố. Con bỏ đi những cái đẹp thế gian vì con chỉ thích cái áo của người tu thôi. Vậy mà giờ chế mấy cái kiểu áo đời mặc mới vui chứ. Mặc cái quần người tu sợ người ta cười, phải may cho nó túm túm, rồi ủi theo kiểu quần tây để mặc. Hà may những cái chiếc áo nhìn nó ná ná nửa đời nửa đạo mặc. Tại sao? Tại sao mình người ta Ấn Độ người ta đội cái gì đó, cái mấn, cái nịt đầu của người ta, rồi người ta mặc những cái áo đó, người Ấn Độ đi đầy đường người ta không mắc cỡ. Mình là một người xuất gia thì phải có pháp phục của người xuất gia chứ sao lại sợ người ta cười. Nhiều đó thôi. Cho nên mình mới biết là mình phải có cái tinh, phải cái ân cần và cái trì tâm. Ân cần với chính mình. Có ai mà đối xử với mình tệ không? Tự mình đối xử tệ với mình không? Trừ khi nào mình thất niệm vô minh. Mình có chánh niệm trí tuệ thì không bao giờ mình đối xử tệ với mình hết. Mình có một cái ánh sáng của chánh định. Định á, là khi mình đủ cái năng lực lắng. Cho nên á, nhớ là coi có chánh định chứ không thôi tà định. Cần ân cần cũng phải chuyên cần, cũng phải có chánh cần chứ không thể là tà cần. Có nhiều người ta siêng làm chuyện trời ơi lắm. Ví dụ như chuyện thiên hạ, siêng gọi người này báo rồi, nói xong cái thôi ha, tôi tranh thủ tôi cúp nghe để tôi gọi người khác. Cái này là cũng ân cần đó chứ, cũng ân cần đó, những chuyện thị phi đó. Cho nên mình Phật dạy mình chánh cần chứ không có tà cần, chánh định chứ không có tà định, chánh tuệ chứ không có tà tuệ. Có đôi khi chúng ta cũng có tuệ, nhưng mà cái tuệ mình nó không phải là chánh tuệ mà là tà tuệ.
Mà hễ cái gì mà nó xen vào thì nó thành cái đó. Ví dụ á, cái hoa này nè, mà mình tưới nước của nó, tưới nước lọc hay tưới nước ấm thì nó có thể nó lâu. Nhưng ngược lại mình cũng lấy nước mà làm nước sôi, nấu sôi ngột lên tưới vô thì nó cũng sẽ thành gì? Thành hoa chết, hoa hư. Thành nếu mình gia nó vào cái gì á thì nó thành cái đó. Mình nấu một cái nồi nước lên mà mình nêm me thì nó thành canh chua, mà để bột cà ri nó thành cà ri. Mình để bún bò Huế nó thành bún bò Huế. Cái quan trọng là mình cáp nó vào cái gì. Thì cái con đường đi của mình cũng thế. Hễ mình đưa cái chánh vào con đường mình đi thì nó là chánh đạo. Mình xen cái tà vô thì nó tà đạo. Cái nhìn của mình cũng vậy. Cái nhìn của mình mà nhìn bằng cái chánh thì là chánh kiến. Nhìn lệch lạc thì gọi là tà kiến. Mà nhìn mà người ta dưới cặp cái sự mà hắc ám, cái sự mà ghét bỏ gọi là ác kiến. Nhìn lệch lạc có một bên thì gọi là biên kiến. Thành thử ra cái nội một cái nhìn thôi đó, mà Đức Phật cũng phân tích 5 loại nhìn gọi là ngũ kiến: tà kiến, biên kiến, cho nên mình phải có chánh định. Định là sự sâu lắng, mà người nào có định là có tuệ, cho nên giới định tuệ nó đi chung. Nhưng mà không phải là tu có định mới có tuệ, ngay trong tuệ nó đã có định. Trong định nó đã có tuệ. Tại sao? Biết chọn cho mình cái loại định nào. Đã chọn được định nào thì là đã trong tuệ định nó có tuệ rồi. Quý vị nhớ là trong cái giáo lý của nhà Phật đó, nó có một cái tương tức rất là hay, là trong cái này nó đã sẵn có cái kia. Chứ không phải là đợi tu cái này rồi mới tới cái kia, mà ngay trong đó đã có cái đó. Ngay ở trong định nó đã có tuệ. Tại vì nếu không có tuệ làm sao biết chọn cho mình cái định gì. Nhưng mà nhờ cái định này nó càng sâu thì tuệ nó càng lớn. Cho nên trong pháp môn tu á, mình tu cái gì á, tự động á, nó ráng tu đi có trí tuệ không. Khi mình vừa chọn pháp tu là đã có tuệ rồi. Cho nên trong thất giác chi á, cái đầu tiên gọi là trạch pháp. Mình phải có con mắt trạch pháp. Trạch là gì? Lựa chọn. Mình phải có con mắt lựa chọn cái gì để nó phù hợp với mình. Xin phép đại chúng, một cái bữa trưa mình đi xếp hàng mà lấy cơm, mình có trạch pháp không? Có không? Chà, này tàu hũ nè. Nhưng mà Pháp Hòa biết có những vị người ta dị ứng tàu hũ 100%. Mà tất cả cái gì làm bằng đậu nành là người ta không thể ăn được. Cho nên ấy, thấy này đậu hũ chiên nó vậy, không, đậu hũ tôi không ăn được. Thôi thầy ăn này đi, này sườn non nè. Sườn non làm từ đâu? Từ đậu nành, cũng không ăn được. Cuối cùng vị đó đi cuối hàng, thôi cho tôi miếng rau luộc. Nước tương cũng không ăn được. Tại sao? Đậu nành. Nhờ như vậy cho nên người ta trạch pháp, tức là người ta nhìn được cái gì người ta không thể ăn thì người ta không ăn, để người ta nuôi thân người ta. Có nhiều khi mình trạch xong rồi cái nói không có sao đâu, có thuốc. Ăn đi rồi uống thuốc. Thì cái gì nó thắng mình? Cái tham ăn nó thắng mình. Cho nên hồi nãy trong cái bài đọc đó, trong cái tam, trong ngũ quán đó, có cái quán thứ ba đó: chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng tình thương, nuôi dưỡng cơ thể. Đó là mình diễn đạt theo cái câu thứ ba là tam phòng tâm ly quá. Tức là thứ ba là phải phòng ngừa cái tâm tội lỗi mà tham đẳng vi tông. Tham là cội gốc đó. Mà nói thẳng ra là ngay lúc ăn thì tham gì? Tham ăn. Lúc ăn thì chỉ có cái tham ăn nó lôi mình thôi. Mà thưa đại chúng, nhìn hết tất cả các thứ bệnh của thân, tự gì mà ra? Ăn mà ra. Cho nên ăn bậy là bệnh, nói bậy là họa. Cũng cái miệng thôi. Người có chánh định, người ta thấy cái nào là họa và cái nào là bệnh. Nói này họa nha. Vậy thì chánh định, thì trong chánh định nó có chánh tuệ không?
Có. Cho nên trong phước, người ta nói tu phước tu huệ. Vừa rồi có một cô khóc, con vô chùa con nấu ăn tối ngày dưới bếp bị người ta la, con người ta nói bà tối ngày lo nấu ăn không lo tu phước, bà lo tu phước không lo tu huệ. Mà vị nào nói vậy cũng thiếu chánh niệm đó. Người ta nấu ăn cho mình ăn, phú nói vậy làm ta thối chí, người ta không nấu nữa cái mình ăn gì. Thì Pháp Hòa mới giải thích cho cô biết trong phước có huệ. Nếu cô không biết rằng đại chúng đang cần mình phụ để cô vô phụ, cái gì làm cho cô hiểu rằng mọi người đang cần cô? Huệ, phải không? Và cái thứ hai nữa là mình đem cái khả năng nấu nướng của mình để phục vụ cho đại chúng có được những bữa ăn ngon, bổ dưỡng để người ta tu cũng là huệ. Người mà có thay vì giờ này nè mình đi đánh bài, mình đi chơi, không, tôi đem thân mạng này, giờ giấc này, sức lực này để đi vào đây phục vụ cho đại chúng, cái gì làm cho mình hiểu được cái đó? Huệ. Như vậy ngay tu phước có tu huệ không? Có. Tại sao lại nói là tách hai cái đó ra? Rồi ngược lại nè, anh tu tuệ mà anh không có phước. Nhiều khi mình có nghe nhưng mình phải có phước của cái nghe nữa, nghe để mình select, chọn lọc. Và điều đôi khi á, xin phép đại chúng, nhiều khi mình ngồi để mình nghe nha, nghe đã đời mà cảm thấy là mình rất là tâm đắc, nhưng mà đứng dậy rồi là quên hết trơn, không nhớ ông thầy cũng nói gì hết trơn á. Thì cái này cũng là một loại tuệ đó chứ. Một loại tuệ đó. Nhưng mà Phật gọi trong kinh tuệ là tuệ gì quý vị biết không? Tuệ này là tuệ của bắp vế. Đức Phật dạy có ba loại trí tuệ. Và có một loại trí tuệ gọi là, đây mình ngồi vậy nè, ngồi giống Pháp Hòa ngồi nè, giống quý bác ngồi vậy đó, rồi để vài viên kẹo lên thử coi. Đứng dậy thì sao? Kẹo nó rớt hết. Có bao giờ mình kiểu vậy không? Nghe xong đứng dậy thì quên hết trơn, không nhớ ông thầy cũng nói gì hết trơn. Tôi nhớ loáng thoáng vậy đó. Đại khái vậy. Trí tuệ bất vệ. Nhưng mà có những loại trí tuệ lộn ngược, nghe nhiều thì giống như cái chảo, cái nồi mình úp vô đầu mày đó. Cho nên chánh kiến thì có chánh tuệ. Mà có chánh tuệ thì nhất định có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, vân vân. Cho nên trong một cái chánh mà có những cái chánh khác. Ngay cái chữ chánh niệm là cội nguồn của các chánh khác rồi đó. Người có chánh niệm sẽ có chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, vân vân. Cho nên giáo lý nó có cái hay là mặc dù nói thứ lớp chánh kiến, chánh tư duy, nhưng mà thật sự ra khi mình nắm vững được giáo lý, nói cái nào trước cũng được hết. Nói cái nào trước cũng được hết. Tại vì cái nào nó cũng là cái sự luân lưu và có nhau trong sự tu tập. Mình có một ánh sáng có gọi là hiển diệu. Hiển diệu là ánh sáng gì? Hiển bày những pháp vi diệu. Có nhiều khi một cái việc làm rất nhẹ nhàng nhưng mà nó thể hiện cái điều vi diệu đó rất lớn. Thanh trừng, ánh sáng của thanh trừng là gì? Trong sạch. Chữ trừng là trong khiết. Hoa sen á, nó có 8 cái khả năng. Hoa sen có 8 cái khả năng, mà trong đó có một khả năng của hoa sen là làm cho nước trong. Tại vì hoa sen mọc ở trong bùn, mà hoa sen không có làm cho nước bùn nó vẫn đục, mà nó có khả năng làm cho nước trong lại. Người tu của mình cũng vậy. Mình đi đến đâu mình khả năng làm cho người ta trong sáng ra. Cái người ta mê mờ mình làm cho người ta trong sáng. Người ta đang rối ren mình phải làm cho người ta nhẹ nhàng. Trời ơi, cuộc sống người ta đang nhẹ nhàng, mình tới làm sao hồi người ta rối ren hết chứ. Cái này là mình làm ngược lại. Người ta đang buồn rầu, mình phải nói cho người ta được nhẹ nhàng những cái buồn rầu đó. Buồn rầu là gì biết không? Buồn rầu là một nghĩa khác của chữ phiền não thôi.
Tại vì phiền là buồn, não là rầu, buồn rầu kêu phiền não. Đó là một cái, mà hơn nữa nhớ là phiền não là không phải ai chọc mình mới kêu phiền não nha. Mình thương một người nào đó, mình không gặp người đó, mình nhớ nhung là cũng là một dạng phiền não đó. Rồi bây giờ quý vị thích đó, ăn chè thiệt ngọt, mà lỡ người ta nấu chè nó lạc quá, mình nói trời chè nấu gì lạc nhách, ăn ngon. Một miếng chè gì nấu không ngon, hai miếng, nói xong hết một chén. mà xong rồi vẫn chè không ngon. Vậy thì ăn chè đâu dưới gì? Phiền não. Nhiều khi mình nói lần người ta hiểu rồi, cứ mỗi một miếng là chè không ngon. Thậm chí một người thứ nhất người ta vừa ngồi xuống, chị ăn chén chè chị dở dở tại nó không ngọt. Rồi cái người thứ hai tới, anh ăn chè anh, chè không ngon, chè hơi lạc. Một chục người vô là mình quảng cáo đủ chục người. Rồi chính bản thân mình ngồi mình khầm lên đủ chục lần cũng hết chén chè. Thì ăn chè đó là chè của phiền não. Phiền não là gì? Khi lòng mình không còn bình an với bất cứ một hiện tượng nào trong cuộc sống, dù vui hay buồn, đều là phiền não hết. Một cái người kia họ sống độc thân, họ bình thường lắm, họ không có gì phải lo rầu hết trơn. Tự nhiên một ngày nọ họ đi, họ gặp một cái người kia, họ để ý. Họ để ý rồi họ xin số phone. Rồi nghe đồn cái người đó chiều nào cũng tới đó, cái chiều nào cũng có giác xe tới đó, đứng chờ hoài không thấy gì hết. Không? Thì chờ đợi, nhớ nhung, tâm mình không còn bình thường như những lúc bình thường nữa, là một dạng phiền não. Nhưng mà phiền não gọi là phiền não êm ái. Còn khi nào mình giận tức ai thì gọi là phiền não không êm ái. Chứ không phải giận không mới kêu phiền não nha. Tâm trí mình không còn bình thường, bình an nữa là phiền não. Hồi nhỏ Pháp Hòa có xem cái bộ phim Tế Điên Hòa Thượng. Thì có ông thầy đó, có một cô gái, trong cái cuốn đó, trong cái bộ phim đó có kể là một câu chuyện ngắn. Có một cô gái đó đi chùa, thì cái thầy này thấy tu miên mật lắm, thầy không sao hết trơn á. Mà ngày nào thầy cũng tụng Bát Nhã Tâm Kinh hết. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Thầy đọc ngon lành lắm. Cái tự nhiên một ngày nọ có một cô gái xuất hiện trước mặt thầy. Và thầy thương cô gái đó. Bây giờ thầy đọc sắc tức thì không nóng quất nữa. Nó không có tác dụng gì nữa hết á. Thầy sắc, sắc tức là sắc, đẹp thiệt là đẹp. Nó không bình thường nữa. Thì một ngày nọ thấy rầu rĩ quá, thầy mới lên thưa với thầy của thầy. Bây giờ con muốn diệt được cái đó không? Khi nào mà cái tâm con khởi lên thì con hãy đi ra một gốc cây, con đấm vô cái gốc cây đó. Thì cái chú này mà chú mới ra chú đấm. Thì vừa thấy chú đấm xong cái thì cái vỏ cây á nó tróc ra. Và trong đó hiện lên chữ Phật. Cái thì chú vừa định đánh cái chưởng thứ hai thì chú thấy chữ Phật chú rút tay lại. Cái ông thầy nói: "Cái chữ đó chữ gì?" Nói: "Dạ chữ Phật." "Phật mắc mớ gì với con?" Chú đánh tiếp. Nghĩa là khi nào con cần diệt phiền não, những chữ đó bình thường mình phải tôn trọng, nhưng vẫn phải biết rằng chữ đó cũng chỉ là văn tự chữ nghĩa chứ chưa phải là Phật trong con. Hồi sáng này á, Pháp Hòa nghe loáng thoáng thầy Không Tú thầy giảng câu: cái gì là cái lõi, cái đó mới tồn tại. Hiểu ý không? Thì cái cốt lõi đó là gì? Là tự tánh thanh tịnh của mình. Mặc dù bình thường chữ Phật phải quý, hình Phật phải trọng, nhưng có những lúc gặp Phật phải giết Phật, gặp ma phải giết ma. Cho nên cái câu mà tổ dạy mình, tại vì sao? Tại lúc đó mình đang bị hình sắc âm thanh nó quấy rầy mình. Khi mình ngồi thiền á, mình có thấy Phật á, thì nếu mà mình để an ủi mình chút á, dạ con nhận đây là tướng tốt, điềm lành, trợ duyên cho con tu tập, chấm hết. Trời ơi tôi thấy Phật rồi, bắt đầu đi khoe khắp làng khắp xóm hết.
Trời ơi chị biết không, bữa nay tôi ngồi thiền tôi thấy Phật á. Rồi là mình bám vào cái hình ảnh Phật đó. Thì nếu mà ai học kinh Lăng Nghiêm á, học tới cái phẩm, cái đoạn gọi là 50 ngũ ấm ma, con người mình có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mỗi một cái ngũ, một cái ấm đó nó có 10 thứ ma. Cho nên năm ấm đó nhân lên là 50 con ma. Về cái sắc thôi nó cũng đủ kiểu nó nói với mình. Về cái âm thanh thôi. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa mới nói, nhiều khi mình á, thích một cái gì quá, mình đủ định, đủ trí để nói cái này không nên. Nhưng sau đó có một cái gì đó nó nói phía sau mình, không sao đâu, kệ đi, cứ làm đi, tùy duyên mà, phương tiện mà. Thì cái đó, đó ở trên phương diện ma nó là gì? Nó là thiên ma. Ma không phải ma, ma ngoài trong lòng của mình. Nó có phiền não ma, nó có ngũ ấm ma, nó có tử ma, nó có thiên ma. Cho nên mình phải có một cái hiển diệu, ánh sáng của hiển diệu này. Mình hiển lộ được cái vi diệu ở trong lòng mình. Vi diệu đó mình không thấy, nhưng mà nhiều khi một cái hành động nhẹ nhàng, chẳng hạn như đại chúng đang vui vẻ, lỡ mình không đồng tâm một cái gì, đồng ý một cái gì đó, đừng có biểu lộ. Tại vì mọi người, người ta đang ở trong cái trạng thái đó. Mình chỉ sự một cái sự im lặng của mình thôi, nó cứu vãn được tình thế rất nhiều, nhất là trong đời sống hàng ngày của mình. Thanh trừng, hiển diệu. Có một ánh sáng gọi là tổng trì. Chữ tổng trì á, được dịch chung từ cái chữ Đà Ra Ni. Quý vị hay tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Thì cái chữ Đà Ra Ni á, mình âm lại là Đà La Ni hay là Đà Ra Ni, đều là phiên âm từ chữ Phạn là Đà Ra Ni. Thì cái chữ Đà Ra Ni này được dịch chung là tổng trì. Tổng là gì? Là gồm thâu. Trì là gìn giữ. Bây giờ bắt đầu chư tổ mới phân tích bốn cái loại tổng trì. Thứ nhất, pháp tổng trì, nghĩa tổng trì, chú tổng trì và nhẫn tổng trì. Mình nếu mình tổng trì, tức là mình trì tổng quát hết, mình trì chung tất cả, thì trong đó mình có một cái gì mình phải biết. Phải biết pháp. Pháp là gì? Là những việc chúng ta làm mỗi ngày. Ví dụ đeo sâu chuỗi 18 hạt, mình hiểu nghĩa của 18 hạt. Đeo sâu chuỗi 108 hạt, mình biết nghĩa của cái sâu chuỗi 108 hạt. Lạy Phật ba lạy, mình biết lý do tại sao lại ba lại. Khi mình biết được cái mình biết mình hành cái việc làm đó gọi là pháp. Mình giải thích được cái việc mình làm gọi là nghĩa. Đúng không? Mà có việc gì chúng ta làm mà không có việc mà không có nghĩa đâu. Tại chúng ta không nghiên cứu, chúng ta không học hỏi thôi. Thí dụ như tại sao cúng ông thổ địa đó, cúng đất đai, cúng thổ địa để năm chung nước, mà không ba chung, bốn chung mà để năm chung. Tại vì đất đai có năm phương, đông, tây, nam, bắc và ở khoảng giữa, cho nên để năm chung nước. Chúng ta gọi là ngũ phương, ngũ thổ. Cúng cô hồn tại sao để 6 chén, để 12 chén. 16 chén là tượng trưng cho lục đạo, hoặc là 12 loại cô hồn. Tứ sanh lục đạo, thập nhị loại cô hồn. Một là mình lấy một con số nào đó đại diện. Bây giờ cô hồn thì hằng hà sa số, biết để bao nhiêu chén đũa cho đủ. Cho nên lấy 6 chén hoặc 12 chén để biểu tượng. Tại sao việc người Việt Nam cúng cô hồn có dĩa muối gạo mà các nước khác cúng không có?
Người Tàu cúng cô hồn đâu có muối gạo. Việt Nam mình cúng gì cũng để dĩa muối gạo hết. Tại sao? Mình làm cái dĩa muối gạo đó mình mới ứng cái pháp thôi, mà mình chưa giải thích được cái nghĩa. Cho nên nếu mình mà giải, mình làm cái việc đó, mình giải thích được cái nghĩa đó, gọi là tổng trì. Cho nên tại sao gọi là tâm đà ra ni? Tại sao gọi là đại bi tâm đà ra ni? Anh có lòng đại bi rồi, anh có lòng đại bi rồi thì anh làm tất cả việc, anh hiểu tất cả việc, anh làm tất cả việc mà làm bằng tất cả bằng sự nhẫn nại của anh. Cho nên cái cuối cùng gọi là nhẫn đà ra ni. Anh muốn hành pháp, anh muốn giải thích, anh muốn chân ngôn. Chữ thần chú được dịch là chân ngôn mật ngữ. Mà chân ngôn này, muốn nói lời chân ngôn, muốn nói cái, muốn ứng cái pháp, muốn giải cái nghĩa không đơn giản đâu. Nhiều khi người ta đâu có tin, mình phải đủ nhẫn nại để mình làm. Cho nên mình phải có trong bốn cái tổng trì, nó có cái cuối cùng là nhẫn. Nhẫn để làm gì? Nhẫn để mình đủ cái năng lực truyền tải những điều mình muốn nói. Quý vị thấy chư Phật, Bồ Tát, các ngài muốn hành đạo, các ngài phải có một cái năng lực, đó là nhẫn lực. Mặc dù các ngài có pháp lực, có cái năng lực của giáo pháp, nhưng mà muốn hành Bồ Tát đạo không có nhẫn là không được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, mình muốn bố thí mà không có nhẫn, bố thí trường tồn mãi mãi không? Người ta khen thì làm, người ta chê là mình bỏ cuộc. Hoặc là người ta nói vô nói ra là bắt đầu mình hơi lung lay thối tâm rồi. Cho nên trong bố thí phải, bố thí độ phải có nhẫn nhục độ. Cho nên trong bố thí phải có nhẫn nhục, trong bố thí phải có tinh tấn, không siêng năng làm thì lúc làm lúc không. Cho nên xin thưa đại chúng, chữ tổng trì có bốn nghĩa ha, có bốn loại tổng trì ha: pháp tổng trì, nghĩa tổng trì, chú tổng trì và nhẫn tổng trì. Chữ chú là gì? Chữ chú ở trong kinh điển dùng á, là nói cho đủ là thần chú. Và chữ chú đó được dịch nghĩa là chân ngôn. Cho nên ví dụ nói chân ngôn tịnh pháp giới, nếu mình dịch nói theo bình thường là chú tịnh pháp giới. Cho nên mình nói tụng chú vãng sanh đi, tụng chú thất Phật diệt tội đi. Còn nếu là mình nói cho đô, mình nói theo cái nghĩa là vãng sanh chân ngôn, diệt tội chân ngôn. Nhưng mà chữ chân ngôn được gọi thêm một nghĩa khác là chú, là thần chú. Mà tại sao gọi là chân ngôn? Tại vì đây là lời thật. Quý vị có biết thần chú, hay quý vị có biết thần chú của Bát Nhã Tâm Kinh không? Thần chú Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế. Mà tại sao được gọi là chân ngôn? Chân ngôn là lời thật. Đây chân ngôn của chú Bát Nhã nè: cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng hơn nữa để được qua bờ bên kia. Trời ơi, vì hồi nãy tôi đọc nghe thấy xôm tụ lắm mà: thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, có khả năng trừ tất cả khổ, chân thật không hư dối. Trời, nghe quảng cáo quá trời, tôi tưởng chú này là cái gì ghê gớm lắm. Rốt cuộc chỉ có một câu thôi: cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng đi con, cố gắng nữa đi con, để được bờ bên kia. Mà thật sự trong cuộc đời này, muốn qua tất cả khổ, chỉ có một cái việc duy nhất là gì? Cố gắng, cố gắng. Quý ni sư về cái chùa Huệ Lâm này năm 2005, và những ngày đầu gian khó đó mà nếu không có trì Bát Nhã thì làm gì có ngày hôm nay, phải không? Cố gắng, cố gắng, cố gắng nữa đi cô, cố gắng nữa đi sư. Đó. Cố gắng để được qua bờ đến bờ bên kia. Mà bờ bên kia là bờ gì? Ta Bà Ha. Ta Bà Ha có sáu nghĩa,
trong đó có một nghĩa gọi là cát tường, là viên tịch, là cứu cánh, là rốt ráo, là viên mãn. Ta bà ha có 6 nghĩa, cho nên chú Đại Bi có 14 lần ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha, ma ra na ra ta bà ha, tức ra ta nga một khi ra ta bà ha, tới cuối cùng án tất điệu đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Chú Đại Bi có 14 cái lần ta bà ha. Vậy thì nó không phải chân ngôn là gì? Rồi thí dụ mình tụng tiêu tai các tường thần chú, lúc mình tụng án khê khê hế hồng hồng, lửa lửa bừng lên, lửa bừng lên, lửa đốt cháy tất cả mọi tai nạn, dịch nghĩa được hết. Nhưng mà tại mình học thì phải học nghĩa, nhưng trì phải trì nguyên âm, để làm chi? Nó gom cái định lại. Án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả tâm một yết đê xoa, thuốc thuốc. bệ sắc thể là thuốc 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 chữa lành bệnh, thuốc chữa lành bệnh. Đát điệt tha, chữ đát điệt tha dịch là liền nói chú rằng chú đó nói như thế này. Thí dụ bây giờ trong cuộc đời, cuộc sống hàng ngày của mình, tôi nói cho chị nghe nha, nói gần nói xa hôm qua nói thật nha. Đó là đắc điện tha đó. Hỏi gì? Cái chị muốn nói với tôi là gì? Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó. Người ơi xin nhớ cát bụi là ta, mai rồi sẽ qua. Ủa tôi tưởng chị nói anh niệm câu chú đó đi, anh niệm câu chú đó được rồi thì không khổ, không có cái phiền muộn nào nó làm khổ anh được nữa hết. Người kia có hơn anh cuối cùng cũng là cát bụi, anh có thua họ thì anh cũng bụi với cát. Nhưng mà giữa bụi cát và cát bụi của hai người nó khác nhau lắm. Một cát bụi tuyệt vời và một cát bụi bình thường. Cho nên cái tấm mà xi măng á, làm tấm đan cho người ta bước lên á, 90 nấc thang nó nhìn lên cái tượng Phật ở trên đồi kia nó mắng vốn chứ. Tại sao cũng cùng là xi măng mà ông được người ta lại còn tôi người ta đạp? Cũng là một xi măng mà đổ ra những tấm đan để người ta đạp lên, người ta mà tôi bị người ta đạp, còn đạp để tưởng gì nó đạp lên tôi để được lên gặp ông mà lại ông. Đức Phật xi măng nhìn xuống 90 tấm đan. Trời ơi, ngươi không thấy sao? Ta cũng phải bị đục dữ lắm nó mới lại dưới. Tại vì nếu cục xi măng ai lại, nó phải khoét cái miệng ta cười, nó phải khoét con mắt, nó phải khoét lỗ tai, nó làm cho dữ dội lên ta mới lại chứ. Hiểu câu đó không? Mình phải bị đục khoét dữ lắm nó mới ra tượng Phật. Còn không đục khoét thì nó chỉ là miếng xi măng. Vậy thì mình muốn cái gì? Hễ mình không muốn cho người ta đục khoét thì nó là miếng xi măng. Còn chịu cho người ta đục khoét thì mình là ông Phật. Vậy không phải là nhẫn Đà La Ni là gì? Pháp nào cũng phải nhẫn, pháp nào cũng phải trì. Có khi mình phải nhẫn, có khi mình phải thương, có khi mình phải cười, có khi mình phải tha thứ. Cuộc đời này nếu không có những cái đó làm sao nó làm nên cuộc đời? Cũng giống như mình nấu ăn thôi. Nấu canh chua đâu phải me không? Không có đường sao ra canh chua? Không có muối làm sao ra canh chua? Không có bạc hà, không có những món khác ra canh chua. Không lẽ nấu nước sôi lên giục gói me vô uống thì kêu hỏi uống gì? Uống canh chua nè. Không, anh uống me chua đó, thấy không? Rồi bây giờ me mà còn đem đi sên với đường cho nó keo lại, rồi cho đậu phộng vô dầm nước đá kêu là gì? Me đá me đó. Rồi quý vị mới nhớ là không có một vị. Tất cả cuộc đời này nó nhiều vị. Nhưng mà nó có như vậy, nó mới mình
mình tổng trì các pháp đó. Quý vị thấy không, trong chùa nè, nếu mà quý trong chùa mà chỉ có lo tu không, đâu ai tới. Thỉnh thoảng ai mời đám tang phải nhận, ai mời đám cưới phải cho. Tại sao chùa làm đám cưới? Thì bây giờ không cho cưới nó cũng cưới, phải cho nó vô chùa cưới đi, mình còn nói đạo lý cho nó nghe. Nó về nó sống tốt được 20-30 năm mình cũng đỡ khổ. Còn nó cưới không ông ai dạy gì hết, nó vô mùng 3 nó ra mùng 7. Ba má có khuyên lắm nó sàng nó xảy tới mùng 10. Nhờ có mình đem lời kinh giáo pháp ra, mình trì được nó một chút, phải không? Mình lấy pháp, lấy nghĩa để mình giữ gìn nó. Cho nên người muốn hành đạo phải có đủ năng lực. Đó là tổng trì đó. Cho nên tổng trì có 4 loại, đại chúng nhớ vậy ha. Pháp, nghĩa, chân ngôn và chú đó, và nhẫn. Và xin thưa đại chúng là những gì chúng ta đang làm trong chùa mỗi ngày là pháp. Nhưng mà cái gì mình làm mình nhớ hỏi tại sao mình làm việc đó. Để chi? Để hiểu được cái nghĩa. Ví dụ tại sao người Việt Nam mình cúng cô hồn, cúng đất đai có dĩa muối gạo? Tại vì người Việt Nam mình là sống bằng nước gạo. Cho nên người Việt lấy dĩa muối gạo ra để biểu tượng cho tất cả mọi sự no ấm đầy đủ. Tượng trưng vậy thôi. Vì vậy cho nên ai dọn nhà mới, sau khi trình cúng đất đai rồi, ra ngoài xe bưng một bao gạo, một bịch muối vô nhà. Người nào muốn dọn nhà mới đó, để chi? Sung túc, ấm no. Mà nói cho cuối cùng, đời sống con người mỗi ngày cần gì? Chỉ miếng cơm no lòng thôi. Bằng chứng nè, lúc mà dịch bệnh đó, đi kiếm gì? Đâu có ai đi kiếm vàng để mua nữa đâu, đâu có ai đi kiếm tiền đô để đổi nữa đâu, mà đi kiếm gì? Thực phẩm thôi, kiếm muối gạo thôi, kiếm nước, kiếm gạo thôi. Và thậm chí lúc đó con người đánh lộn gì? Nước và gạo. Mà bình thường thì nước gạo không thèm, phải không? Đó, Pháp Hòa ví dụ vậy cho đại chúng thấy cuối cùng con người chúng ta cần cái gì. Chỉ đơn giản như vậy thôi, nước gạo. Cho nên người Việt cúng để muối gạo. Mình lễ với muối gạo đó là pháp. Ai lại hỏi tại sao để muối gạo? Giải cho được người ta chỗ đó gọi là nghĩa. Hiểu ý không? Mà mình nói ra xong ta nói ồ, thực tế quá ha. Mọi việc nó rất bình thường trong cuộc sống mà. Là chân ngôn. Chân ngôn thực tế lắm. Không có gì không thực tế hết. Phật không có phải bỏ cung vàng địa ngục, địa ngọc tu hành để chờ một cái dĩa trái cây của mình. Nhưng mình cúng đó là tượng trưng cho cái quả. Con luôn luôn muốn đem những quả lành con dâng hiến cho cuộc đời này, cho mọi người. Ứng cái pháp cúng đó, giải được cái nghĩa đó, nghe xong thực tế quá, không có gì xa xôi với đạo. Thế đạo Phật đâu phải để trên bàn thờ, mà mượn cái bàn thờ để khai thác chúng ta. Khai thác. Mình muốn nói cái gì lấy cái tay biểu lộ. Cho nên Phật bắt ấn. Phật có một cái pháp ngồi thiền, để một cái bàn tay tay trái trên, đưa bàn tay phải xuống chạm đất. Cái ấn đó gọi là ấn địa xúc. Ấn địa xúc là tiếp xúc với đất. Mà tiếp xúc với đất là ấn gì? Ngay bây giờ và ở đây. Giống như mấy ngày nay mà chúng ta cứ nói hoài chuyện đó. Đừng có mất thân tâm mình ở đâu. Ngay bây giờ ở đây. Thân đâu thì tâm đó. Cho nên là địa xúc. Chúng ta có một cái ánh sáng gọi là an lạc. Hồi nãy Pháp Hòa nói rồi. Ánh sáng của chiếu diệu. Trong cái bài tụng lễ thành đạo, hào quang chiếu diệu, sáng tỏ mười phương, ngộ lý chân thường, phá màn hôn ám, đệ tử lòng thành bái sám trước điện dân hoa, cúng dường Phật tổ Thích Ca, vân vân. Thì cái chiếu diệu đó là gì? Đặc biệt á, cái chiếu của nhà Phật không phải là cái ánh sáng rực rỡ nha.
Ánh sáng nào cũng là những ánh sáng vi diệu và nhẹ nhàng, cho nên gọi là hào quang. Và Đức Phật A Di Đà có một ánh sáng ở cõi cực lạc của Ngài là thường tịch quang. Quý vị nhớ cái câu đó không? Thường là không có dứt, luôn luôn như vậy. Tịch là vắng lặng, quang là ánh sáng. Khi chúng ta nghe ánh sáng thì chúng ta cứ nghĩ rằng ánh sáng đó là rực rỡ, nhưng không. Ánh sáng của người tu là thường tịch quang. Tịch mà chiếu, cho nên gọi là tịch chiếu. Mình có một vị thiền sư tên là Tịch Chiếu, và có một thiền viện ở Việt Nam là thiền viện Tịch Chiếu. Vắng lặng mà thường chiếu, nghĩa là thấy mình nhẹ nhàng, im lặng, nhưng tâm mình lúc nào cũng sáng, không có mê. Tịch chiếu, tịch mà thường chiếu, trong sự vắng lặng mà vẫn tỏ. Người ta nói là sao? Trong một cái nhẹ nhàng mà vẫn tỏa ra cái sang trọng. Có nhiều khi một cái bình hoa người ta chỉ cắm có một cái hoa và một cái cây khô, vậy mà nó nói toát lên được một cái đạo lý, một cái ẩn ý trong cái bình hoa đó. Người ta, mình không biết, mình đem mấy cây khô á, mình đốn mình dục đi. Nhưng mà người có con mắt trạch pháp thì người ta ra mấy cái khu rừng đó, người ta lượm mấy khúc cây khô đó vô, rồi người ta để một cái cành lan hay một cái cây gì mà nó có thể sống ở trong đó, người ta để vô cái cây khô đó, ta để trang trí. Đi ngang thấy bình thường, nhưng ở trong đó nó toát ra được một cái tịch chiếu là trong cây khô vẫn có cái đẹp. Chỉ cần anh biết sử dụng cây khô, cây khô không trở thành vô dụng. Cho nên sẵn Pháp Hòa nói cái pháp cuối ha. Khi quý vị mặc áo tràng đó, đừng có giơ cái tay lên mà gài nút. Để cái tay phải bên vai trái, lấy cái tay trái tròn ở phía dưới. Đây, quý vị thấy không? Lấy cái thiện pháp đè cái bất thiện pháp. Tay trái này tuy nó là trái, nhưng nếu biết sử dụng nó, trái nó vẫn gài được nút. Hiểu ý chỗ đó không? Cho nên không có ai mà dơ ta, ê gài nút cho tôi. Xấu lắm, không có đẹp. Khi mình mặc áo tràng, mặc vô rồi, đứng nép bên mặt vô rồi, lấy cái tay phải đè lên. Nè. Lấy cái, để ý là gì, che cái hai vai này lại. Lấy cái vai phải thì lấy cái tay trái bên này đưa xuống. Thấy không? Hai cái tay. Cái thiện nó nằm ở trên cái xấu. Nhưng nếu mình có tổng trì, có pháp, có nghĩa, có nhẫn, cái pháp bất thiện đó mình vẫn biến nó thành thiện. Cây khô mình có vẫn biến nó thành cây hữu dụng. Cho nên lấy cái tay trái này, bình thường tay trái không làm được gì, nhưng nếu biết sử dụng, tay trái vẫn làm được một cái chuyện, ít nhất gài được cái nút. Hiểu ý chỗ đó không? Đấy, ngay mặc áo tràng là nghĩa, pháp, nhẫn. Hiểu được chỗ đó, hành cái pháp đó, giảng cái pháp đó, gọi là gì? Hành cái pháp gọi là pháp tổng trì. Nói được cái ý là nghĩa tổng trì. Nghe xong rồi, trời ơi, nó thực tế như vậy sao? Đạo Phật ở ngay cái chỗ gài nút đó. Đạo Phật nó ở cái chỗ mình sắp chén, sắp tô đó. Tại vì Đạo Phật là con đường để mình tu, mình sống. Mà sống được như vậy, đâu có cần nói gì đâu. Người ta nhìn mình thôi, trời ơi, tôi nhìn cái chị đó xếp cái tờ giấy, tôi học được. Cái đó là gì? Hiển diệu. Cái đó là hiển diệu đó. Ở cái vi diệu nơi mình mà mình không cần phải nói gì hết, chỉ cần làm là người ta ứng xử. Đi vô nhà vệ sinh trước khi đi ra, chùi rửa cái xinh cho sạch, lau nước cho nó khô. Người ta bước vô,
người ta không biết ai, nhưng người ta nói ai xài cái nhà vệ sinh rất là kỹ càng. Mình đi ra rồi không có ai, nhưng mình đã để lại một cái hiển diệu. Nhưng mà nếu cái người kế đây mà không hiển diệu là gì? Hồi nãy vô thì khô ráo mà đi ra thì nước lầy. Nhưng nếu người đó có hiển diệu nữa đó, học cái đó. Hồi nãy tôi vô khô thì tôi ra cũng phải ráo. Học cái đi lau chùi đó để đi ra. Trời ơi, chùa thì sư cô với thầy không, mà xinh nào cũng đầy tóc hết. Mình xài cái xin nước của nhà chùa rồi, mình phải lau chùi cho nó sạch. Lúc mình vô khóa tu ở đâu nó cũng ngăn nắp sạch sẽ hết. Mình về khóa tu, mình xong khóa tu, mình về một cái trong chùa dọn muốn chết luôn. Hỏi gì đây? Hiển diệu. Hiển những điều vi diệu. Hiểu được chỗ đó ha. Cho nên thưa đại chúng, học cái kinh này nói những ánh sáng Như Lai. Không phải Phật có, không phải chỉ Phật mới có. Và để chúng ta thấy rằng khi chúng ta tu, chúng ta thật sự chúng ta chú tâm và để ý vào chuyện tu, tự nó tỏa ánh sáng mà không ai biết, không ai nhìn. Tại vì nó không phải là những cái hào quang rực rỡ như những ánh đèn, mà nó chính là hào quang, nó chính là tịch chiếu, mà nó là thường chiếu, chứ không phải lúc chiếu lúc tắt. Phải không? Thường chiếu là lúc nào cũng sáng tỏ. Ở trong washroom cũng thế, ở trong bếp cũng vậy, ở lên chánh điện cũng vậy. Chỗ nào mình cũng thường chiếu, mà không cần phải phô trương rực rỡ là tịch chiếu. Cho nên ở bốn cõi tịnh độ, có một cõi tịnh độ tên là thường tịch quang tịnh độ. Cái cõi an lạc đó là một cõi thường tỏa sáng những ánh sáng của tĩnh lặng, chứ không phải những ánh đèn rực rỡ. Quý vị thấy khi ngồi thiền á, đâu có ai, trừ khi trong một cái buổi thiền tập thật sự, người ta tắt đèn để làm gì? Trong cái đêm đó, trong cái màn tối đó, nhưng những con người ngồi đây đang tỏa sáng cả tâm tư và thiền tịnh. Và cái ánh đèn mà nó lắng xuống, nó cũng một phần nào trợ duyên cho cái tâm mình biết sự trở về. Cho nên Phật Dược Sư ở phương Đông và Phật Di Đà ở phương Tây. Tại vì phương Đông là tượng trưng cho ánh mặt trời mọc, mà Đức Phật Dược Sư là một vị Phật tượng trưng cho gì? Hết bệnh, tiêu tai. Nhưng mà Phật Di Đà thì ở đâu? Ở phương Tây. Mà phương Tây là mặt trời lặn. Khi sáng ngủ dậy thì mở mắt hay nhắm mắt? Mở mắt. Tối ngủ thì phải làm gì? Nhắm mắt. Con người mình mỗi ngày làm hai việc thôi, mở với nhắm, phải không? Nhưng mà nếu mình mở mắt mà Phật Dược Sư mà nhắm mắt Phật Di Đà thì có gì mà mình phải lo nữa. Lúc nào ánh sáng cũng, dù phương Đông nhưng vẫn tịch chiếu và thường quang, dù phương Tây nhưng vẫn thường quang và tịch chiếu. Đó là ánh sáng của người tỉnh thức chánh niệm ngày cũng như đêm. Thôi chúng ta nghỉ. Rồi mình hết đoạn kinh. Cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng tiếp tục có những buổi chiều an lạc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật Đạo.